Chiều nay 28 tháng 10, Trường Đại học Tây Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên khu vực Tây Nguyên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục STEM là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn học, giúp học sinh áp dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tế. Hội thảo khoa học phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên khu vực Tây Nguyên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 được tổ chức nhằm mục đích mở rộng cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Tây Nguyên với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Tây Nguyên trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai giáo dục STEM, tạo diễn đàn để các nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu cũng như đưa ra các kiến nghị, đề xuất để nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện nay. Hội thảo đã tập trung thảo luận về các nội dung như thực trạng triển khai các hoạt động giáo dục STEM ở các trường phổ thông trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, giải pháp phát triển năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM cho giáo viên khu vực Tây Nguyên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, bồi dưỡng năng lực dạy học chủ đề STEM cho sinh viên các ngành sư phạm, các chính sách thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các trường phổ thông, các trường đại học, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong phát triển kinh tế và triển khai giáo dục STEM.